Hôm nay giới thiệu các bạn một cái bao đến từ Mỹ, một thương hiệu nổi tiếng đó là Carver. Model là BM1.5. Con này thì nó có công suất cực kỳ khủng, 1200W, chạy 20 con sò sắt Motorola. Đây là một cái dòng sò mà đánh rất là lực và nó có công suất rất là lớn. Thì 20 sò thì công suất 1200W đó là chuyện rất là bình thường. Made in USA Nhật Bản. Thì cái con này nó thuộc cái dòng mà chúng ta có thể vừa nghe nhạc karaoke rất là thoải mái. Trong video này mình sẽ test trực tiếp luôn, không qua rè. Thì con này nó có hai cái nấm volume cho loa trái và loa phải, các bạn có thể chỉnh thì chúng ta nghe trực tiếp được. Tuy nhiên thì hai cái dãy đèn chớp bên này thì nếu chúng ta không chơi qua rè thì nó sẽ không chớp, tại vì khi chúng ta chơi qua rè thì hai cái này chúng ta sẽ chỉnh hết cỡ thì cái đèn nó mới nhận tín hiệu nhiều được, nó mới chớp được. Mình nói vậy để các bạn khi xem video thì bạn không thấy chết thì chúng ta biết là không phải là đèn nó hư mà là do chúng ta đang chơi trực tiếp qua bao không qua rè. Nó có cộng 3 lăng này, cộng 6 ly này. Made in USA nha. Câu chì này, quạt tản nhiệt này. 1200W nha. 12 ampere có nghĩa là con này nó chạy điện 100V thì chúng ta sẽ lấy 12 ampere nhân với 100 là nó ra 1200W. Rồi, bây giờ mình sẽ test âm thanh cái bao Mỹ cover này. Ngoại hình thì còn khá là đẹp, nó còn hai cái tay sắt này. Nhiều cái thì nó bị mở ra rồi, cái này còn nguyên. Mặt này là mặt màu xám bạc. À, bây giờ mình test âm thanh nhé, mất giá là 9 triệu thôi. Phượng đỏ thắm sân trường, mùa chia tay giờ lại đến. Thank you.
hai trường. Bạn bè đây người đâu thấy lời chưa nói biết tỏ cùng ai để trang sách chém đầy vần thơ hồn mơ mơ ngoài cửa lớn. Mùa thì đến nơi rồi lòng còn vương ngàn nỗi nhớ mơ mịt quá nếu đời xa xôi người đi con nhớ về trường xưa còn ta nhớ lắm.